ra mọi người đã đến với Nhật ký du học Nhật Bản, mình là Đức Mai. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ nói chuyện về chủ đề gì đó nó hay ho một tí sau những ngày mùa hè nóng nực như thế này. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về chủ đề gì? Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề pet. Đó, thì ngày hôm qua vừa mới hôm trước đây mình vừa mới đi mua một cái cuốn tạp chí của bếp. Đấy, nghe rất là hay đúng không? Tạp chí của bếp, bếp tôi là có cả tạp chí đó mọi người ạ. Thì hồi trước đây tạp chí của bếp mình thì mình nghĩ là nó đã được phát hành từ cách đây khoảng tầm 1 cho đến hơn 2 năm rồi đấy. Đấy. Thì mỗi một lần nó ra một cái cuốn tạp chí bếp này, lâu lâu nó mới ra một lần thôi. Nó ra như kiểu là một cái cuốn sách để nói cho mọi người biết, quảng cáo cho mọi người biết là hè năm nay hay là mùa đông năm nay hay mùa thu năm nay hay mùa xuân năm nay nó sẽ có những cái mẫu quần áo gì mới, mà hình như là có vẻ là trước đây thì ra rất là ít, giống như kiểu là vụ mùa thu với lại mùa đông gộp thành một này, xong hay là mùa xuân với lại mùa hè này đó. Còn bây giờ ấy thì theo như mình ở đây năm 2021 đây, nó là có một cái cuốn sách nhưng mà đây là cũng là mùa thu với lại mùa đông nó gộp lại với nhau, một cuốn sách nhìn màu mè, nhìn trông đẹp không mọi người? Đó, mình trông thấy cái cuốn sách này được cái màu camo phía bên ngoài này là rất là bắt mắt luôn ấy. Nhưng màu camo là chắc là con gái hay sao, con trai mặc màu camo này thấy hơi bị lòe lòe. Cái hay của cái cuốn tạp chí này ấy là bản chất bên trong cái cuốn này là một cái cuốn kiểu một tạp chí, nó có rất là nhiều những cái quần áo của bếp mà nó giới thiệu, cũng có cả giá tiền nữa luôn. Nhưng mà một cái hay hơn nữa ấy là mọi người thấy ở đây nó có nhiều trông có vẻ nhiều chữ này đúng không? Trông có vẻ nhiều chữ dày này đúng không? Đây không phải là sách hẳn, hoàn toàn là sách, mà đây nó là còn kèm theo câu cả quà cho mình nữa. Chắc là tại vì ở Nhật này mình thấy rất là hay có cái quyển tạp chí mà nó kèm lại quà nữa luôn nhá. Thì cái này cũng là kèm quà cho mình này. Cái này kèm quà gì? Mọi người có thể nhìn thấy ngay ở đây. Đó, đây là một chiếc túi sách, nhìn trông có vẻ xịn đúng không? Túi sách của bếp thì thường là nhìn lúc nào cũng xịn cả. Đó, nhưng mà cái chất liệu bên trong của nó ấy, mình thấy thì cũng rất là xịn sò luôn. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái túi sách nó như thế nào. Đó, mọi người thì thấy đây, cái trông nó cũng to phết đấy nhở, to hơn cái túi sách lần trước mà mình rất là hay mua của bếp ấy. Thì thực ra đây mình cũng đã unbox rồi, chứ lúc mà trước khi unbox ấy thì cái khóa này nó được dính ở ngoài này, chứ nó chưa có buộc sẵn lại cho mình như thế này đâu. Thì cái này nó có một cái móc khóa riêng như thế này, móc khóa này chẳng biết để làm gì, nói chung là để nhìn cho nó đẹp thôi chăng. Đó, mình thấy trong cái quyển sách này nó cũng móc ở đây như thế này. Đó, trong cái túi này xem có được có mấy ngăn nè. Túi lần này thì nhìn trông có vẻ là cầu kỳ hơn lần trước. Cái giá tiền của những cái cuốn sách này ấy thì thực ra nó cũng không phải là đắt lắm đâu. Mình nghĩ rất là rẻ luôn ấy, so với những cuốn tạp chí như thế này rất là rẻ luôn ấy. Càng ngày như càng ngày nó càng đắt hơn có một tí xíu thôi, nhưng mà nói chung thực sự là rẻ lắm luôn ấy. Đó, mà luôn luôn được kèm tặng theo một cái túi như này, mà cái túi như này ấy, mình mua riêng ở ngoài của riêng bếp thôi ấy, là cũng rất là đắt. Đấy, cái túi này còn đắt hơn cả cái cuốn sách này. Khi mình mất tiền là mất tiền mua cái túi này, chứ cuốn sách về mình đọc có khoảng tầm 30 giây là hết luôn cuốn sách. Cái là vào toàn nhìn hình thôi chứ có đọc biết cái gì đâu. Đó, thì giới thiệu cho mọi người xem cái túi này nhá. Túi này thì nó có một cái dây quai đeo như thế này này. Túi là túi đeo chéo. Nó có nhiều loại túi lắm, nhưng mà cái túi này mình thấy như này, mình rất thích mấy cái túi mà nó đeo chéo như thế này, thích hơn cả ba lô, tại vì nhiều khi đeo ba lô nó nặng ra nó không tiện. Đó, trông nhìn như này thì cũng có thể nói là để được nhiều đồ phết đấy. Mọi người nhìn này, kiểu như chiều bên trong này này. Đấy, nó có một cái túi ở phía bên ngoài là chính này, bên ngoài là chính, bên trong ngủ bên trong này đựng như này là nhiều đồ phết đấy, không phải đùa đâu, hơi bị nhiều đồ luôn đấy. Trời ơi, cái này không khéo mà đựng được cả cái laptop của mình cũng nên nhở. Đựng được laptop bé bé này không khéo đựng được. Nhét vào xem này. Ôi, laptop của mình đựng vào được luôn. Trời ơi, trong chất chơi người rồi. Mọi người đựng được vào hẳn cái laptop luôn nhé. Rồi, ngon không? Quá ngon luôn. Xịn phết nhở, bếp bây giờ. Nhưng cái túi này có thể là túi đựng laptop mà có thể sách tiếp các thứ thì nói chung cũng để vào, đương nhiên là sách là vừa rồi. Đó, bên trong này nó còn có một hai cái ngăn nữa này. Hai ngăn này chắc là để kiểu kẹp bút vào ấy. Rồi, ok, đấy là ngăn chính, ngăn to nhất. Ngăn to nhất thì là xịn rồi. Ôi, mình không ngờ nó đựng được hẳn một cái laptop ấy, theo như mọi người cũng thể hình dung được cái độ to của cái túi này rồi.
Thế bên ngoài nó còn có thêm một cái túi phụ này nữa. Túi phụ này chắc là để mấy cái đồ linh tinh gì đây. Đó. Ở bên trong này nó cũng có họa tiết của bếp luôn này. Bếp này mình nghĩ đây là ABC Camo rồi. Bếp nhiều loại camo lắm. Mình có một cái túi khác của bếp mình rất là hay dùng, nhưng mà cái đấy là First Camo, cũng khá là dày dặn. Sờ cũng thích đấy. Thật ra cái túi này ấy, so với những cái túi mà xịn, cực xịn của bếp ấy, thì mình nghĩ là vẫn kém chất lượng một tí. Vẫn kém sờ nó với cái chất lượng nó vẫn không tốt bằng cái túi xịn này này. Nhưng mà thôi, bây giờ cái túi này nó có từng này tiền nó rẻ mà 3,000 yên như này thì như này là quá là ổn luôn rồi, quá là ổn thật luôn ấy. Đấy. Đó, lát nữa thì mình sẽ thử đeo xuống dưới kia, đeo cho mọi người xem là cái túi này nó nhìn như thế nào nhở. Đấy, trông hợp hết các thứ không. Nhưng mà trước đây thì mình cũng giới thiệu luôn mọi người này, thì mình cũng đã mua không phải là chỉ một mình cái túi này, mà trước đây mình cũng mua những cái bộ sưu tập khác ấy. Đó, thì cái túi khác trước ấy, thì đây bên cạnh đây là cũng là một cái túi này. Cái bên này được tặng phần ba lô cơ, to nhìn xịn luôn. Còn một cái bên này đây, cái này là bộ sưu tập mùa gì đây nhỉ, đây là mùa xuân 2021 này này, nó được tặng thêm một cái túi đeo chéo này. Đấy, cái đeo kiểu cái buộc bụng như này này đó. Mình không thích cái loại này lắm, nhưng mà thôi cứ mua về gọi là sưu tầm. Chứ mình cũng không thích cái dạng mà cái kiểu cái túi như này mình đeo cái này mình không thích lắm. Đó, nhưng mà thật ra thì nhìn trông cũng đẹp, cũng nghệ. Đó, có thì không có mua thì mua tặng bạn gái. Rồi nào, còn đây là một cái trước này, cái túi lần này trước thì mình lại rất là thích. Cái này là cái mùa thu đông năm ngoái này, cái túi này là một trong những cái túi mà mình đeo rất là nhiều luôn ấy. Đó, đây là cái túi này là túi first camo này, túi bếp này. Mà đeo rất là tiện luôn, nó rất là vừa cái kiểu mình không để nhiều đồ ấy. Đây là cái túi của mình, bây giờ mình đang hay dùng cái túi này lắm này. Đó, mình mọi người xem, trông nó rất là kiểu vừa bé bé thôi. Nhưng mà nếu mà kiểu mà nó tốt cực tốt ấy thì nó cũng không có kiểu bền lắm đâu mọi người nhỉ. Nhìn chỗ này đây nó hơi kiểu bị rách ấy, tại vì mình cũng đeo nhiều mà. Đó, trông nó cũng nhỏ gọn, xinh đẹp đẹp. Trong này cũng để vừa cái ví này, mình hay để ví của mình ở trong này này. Đó, một quyển sách bé bé như thế này. Đó, trong còn mấy đồ để mấy cái đồ chúng ta lung tung gì các thứ nữa. Kiểu lúc nào đeo đi này nó rất là tiện luôn ấy. Không có kiểu to. Chứ còn cái túi mới, túi bây giờ ấy trông nó lại to. Cái túi này thì nó nhỏ này, gọn thì mình lại thích. Đi chơi thì cái này nếu mà để ở trong máy ảnh của mình bên trong cái túi này thì cũng vẫn được. Đó, trông cũng hay đó mọi người nhỉ. Bây giờ thì nói chút qua thêm một tí về cái cuốn sách này nhá, tại vì cái cuốn tạp chí này nhá. Tại vì làm sao thì đây cũng là một cái cuốn tạp chí, bên trong nội dung của nó cũng có cái gì đó nó chút thú vị mà. Đó, thì bên trong này mọi người thấy ngay ở cái trang đầu tiên này đây, nó có một kiểu trang phụ lục ấy. Ở bên Nhật đọc hơi buồn cười thì nó đọc khác kiểu Việt Nam. Bên Việt Nam mình thì mở kiểu từ bên tay phải sang bên tay trái này đúng không? Ở bên Nhật thì lại là từ bên tay trái sang bên tay phải như thế này, nó bị ngược đi tí. Đọc đúng kiểu của Nhật luôn ấy. Đấy, mà nhìn trông thiết kế rất là đẹp luôn ấy nhỉ. Ngoài cái phụ lục này ra nhá, thì nó sẽ có nói rất là nhiều những cái phần trong cái cuốn tạp chí này nó có những cái gì hay ho ấy. Đấy, thì đầu tiên ấy thì nó bao giờ nó cũng sẽ giới thiệu những cái sản phẩm mới, bộ sưu tập mới nhất của nó này. Sau này nó sẽ đi collab với lại những cái hãng nào, thì trong những cái trang đầu tiên này nó sẽ nói ôi ôi thì đây, năm nay collab với lại Uno. Uno là cái kiểu cái trò chơi giống kiểu chơi tấn ở Việt Nam mình ấy. Thì nó có cái áo Uno súng đẹp này. Và bên cạnh nó có thì trông cái này như kiểu là nó lại collab với lại Medicom Toy hay sao nữa này. Và bên trong bên này ở đây thì là mấy ông người mẫu, ông ấy mặc mấy cái áo trông ngầu ngầu ấy đó. Và bên đằng sau dưới cùng ở đây này, đó, rất là nhiều những cái loại áo mới trong mùa kiểu mùa thu này, mùa thu mùa đông này, những loại áo mà nó có hẳn luôn giá tiền là như thế nào luôn. Năm nay có vẻ như là nó sẽ rất là mốt cái kiểu áo mà cái con shark này này, nó phải hơi dài dài xuống phía dưới tí, con bếp nó hơi dài dài xuống phía dưới như này tí, trông hay và nó có cái những cái kiểu họa tiết mà cắt xén trông như kiểu một nửa này nửa nọ nửa kia ấy. Đấy. Đây, nửa này nửa nọ nửa kia nhìn trông cũng rất là hay, nhìn trông xịn nhỉ. Bếp mà. Đó. Của nữ cũng do rất là nhiều của nữ luôn này.
nam của nữ đều có hết rồi, có mấy cô người mẫu của nữ ở trong đường không mọi người này. Rồi, trông chất trời người rơi không? Má chất luôn. Nhìn vào đây thì mình ra ngoài kia mình thấy hôm nào bắt trước vài kiểu post của họ cũng được rồi. Đó, chung cũng đơn giản, ít đọc trong vòng khoảng tầm bạn nào đọc nhanh, đọc 30 giây cái là xong. Nội dung chính nó ít lắm luôn ý. Cái cuốn sách này nó đúng là nó chỉ đến thế thôi. Đọc thực sự rất là nhanh luôn. Rất là nhanh. Những cái cuốn sách lần trước ấy, khi mà mình mua về ấy, mình thấy nó cũng có nhiều thông tin hay phết. Kiểu nó rất là đúng luôn so với lại những cái gì mà người ta giới thiệu luôn ấy. Thế nào nó cũng sẽ có những cái bộ sưu tập mà mình đợi. Đây nó có mấy con Bear Brick này thì đúng là nó có, sắp tới nó cũng sẽ có Bear Brick thật, mà nó cũng đã ra Bear Brick thật luôn rồi. Antisocial này, đây coi như một cái hình thức là kiểu như mình để mình biết được những cái bộ sưu tập mà sắp tới này của bên nó giới thiệu rất là nhanh luôn, qua cho mọi người biết. Mặc dù là nó vẫn, thực ra đây là chỉ nói kiểu nó nói trước khoảng tầm 50% cho mình thôi, chứ còn bếp đồ luôn tạo ra cho mình rất là nhiều những cái bất ngờ luôn ấy, chứ không thể nào mà trong này ta tiết lộ hết cho mình được. Đó, thì đấy là những cái cuốn sách tạp chí bếp mình muốn giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay. Nó cũng khá hay, thú vị, mình thấy là cũng rất là rẻ tiền luôn ấy. Đó, không phải kiểu là đây là rẻ, rẻ thì rẻ thật thôi, nhưng mà nó thực sự là nó có rất là nhiều cả cái ý nghĩa, cái thú vị ở bên trong ấy nữa. Đó, mua này được thêm tặng thêm cả cái này cơ mà, đó rất là hay đúng không? Đó, chắc là đây là một hình thức là giống như kiểu để mọi người sẽ luôn luôn đón chờ, luôn luôn gọi là mua sạch xanh xanh hết những cái cuốn tạp chí của bếp này. Mình thấy mình ấy được nhiều hơn là mất thì mất quá ít tiền luôn ấy. Đấy, rất là đáng để mua luôn. Ok, thì chắc là cũng rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình của mình ngày hôm nay, nói về rất là nhanh qua luôn, mình giới thiệu chắc là ít mà nó không có gì mà nhiều lắm về những cái tạp chí của bếp. Thì nếu mọi người thích cái clip này, đừng quên để lại cho mình nút like, kiếm cạnh nút like có nút subscribe, mọi người bấm luôn vào nút subscribe đấy, kiếm cạnh nút subscribe có một cái chuông nhỏ, các bạn bấm luôn vào cái chuông đấy để nhận toàn bộ notification từ YouTube khi mình ra clip mới. Vừa nữa mình là Đức Mai, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Yeah. We'll be right back.